À chào nha, thì mình là NTG liên quan anh ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Ma Lốc 13 này. Có một vị tướng đấu sĩ rất là khỏe luôn và kiêm đỡ đòn. Đó, mình thấy có sự quay trở lại 13 này. Rồi, Zephyr đi đâu đây? Hình như thanh niên Zephyr trận này là không ăn được floor, phải chuyển lên đây đi support với Whip rồi. Không sao anh ạ, mình cứ đi cảnh giới cái này thôi. Rồi, đi rắc đi ganh hả bạn? Rồi, thanh niên này đánh mình thoải mái thôi, không thấm lắm đâu. Ui, xíu máu kìa, hơi tiếc nhỉ. Đó thì nói qua điểm mạnh của tướng Ma Lốc ấy, thì tướng Ma Lốc này mình nghĩ là sẽ mạnh qua 3 điểm. Thứ nhất là mở combat rất là khỏe, thứ hai là có thể gây sát thương chuẩn, và thứ ba là có lượng chống chịu hồi phục rất cao. Đó, lên vị tướng này đối đầu như vị tướng kèo tanker như là Arthur trận này này. Đó thì mình nghĩ rằng tương đối dễ thôi, đó, không phải là khó lắm. Và vài lũ phiệu hôm nay mình dùng có vị tướng Ma Lốc mình sẽ để dưới màn hình. Thì về hai lũ phiệu đầu mình sẽ dùng cho Ma Lốc là cái hấp huyết và cố thủ để lấy một lượng hồi phục sau khi hạ tướng địch này. Và lượng kháng hiệu ứng. Rồi như thế anh bạn Ra đang xuất hiện trên bản đồ minimap rồi. Cẩn thận tí đồng mít đây. Còn về lũ phiệu chính anh em thể dùng cái vị tướng Ma Lốc này là cái ma tính này hoặc là cái đấu khí cũng được. Đó, mình thấy hai lũ phiệu đấy đều rất là ok luôn. Rồi Ra thích chơi không? Tôi chết rồi, bị Dirac chặn đầu rồi. Sai quá nhờ. Rồi bây giờ team bạn kéo 4 người ra chắc phải lên bảng điểm số thôi. Quá khó chịu luôn. Rồi nói tiếp về vấn đề phù hiệu ấy, thì về lối phiệu mình có thể dùng ma tính được hoặc đấu khí nhá. Thì đấu khí có đặc điểm là khi anh em kích hoạt đủ 10 lần đấu khí ấy, thì sẽ tăng cho Ma Lốc lượng máu rất là lớn. Còn khi anh em chơi ma tính thì có thể dùng combo là chém chiêu 1 ở tướng địch này, hoặc là lấy nội tạng chiêu 2 thì bắt đầu mình bay ulti vào kích hoạt cho mình lại chiêu 1, chiêu 2 thì mình thấy khá là ok. Còn về hai lục phiệu phụ vị tướng Ma Lốc chạy, mình sẽ dùng cho Ma Lốc là phiệu canh gác và sinh tồn. Thì hai lục phiệu này sẽ giúp vị tướng Ma Lốc của chúng ta thể băng trụ tốt hơn này. Có thì khi băng trụ mình sẽ được miễn thương và kháng hiệu ứng. Và khi gì nhỉ, ít những con quái hoặc là mình không cần hạ gục quái đâu, đó chỉ cần đứng gần những con quái là bị hạ gục ấy, mình sẽ được thêm điểm cộng máu rất là lớn luôn nha. Rồi đầu chặn thanh niên Whip này bắn mình không rát lắm, nó cứ bắn mình kích hoạt chiêu 2 bắp rát thôi. Rồi farm hết lính đường này thì mình sẽ cùng đi đảo đường với team thôi, chứ ở lại một lên thì mình không ích lợi gì. Đó, đi rank thì anh em cứ cố đi đảo các lên ấy thì nó sẽ giúp team một lợi thế hơn, mà với điều kiện là phải farm mình xong cơ. Đó, mình cứ ra mid mình giúp mid này thôi, với cả mid nó không bị mình hút kinh nghiệm, tại vì mình có lên cái đồ đồ phụ trợ rồi đấy. Nó lên mình không lo lắm. Rồi đứng cảnh dưới tầm nhìn thôi. Và lối sơ qua bộ kỹ năng của vị tướng Ma Lốc, để cho nhiều anh em chưa biết ấy, thì về nội tại vị tướng Ma Lốc có tên là Ma Vương, thì nội tại sẽ cho phép là sau khi kích hoạt chiêu một quỷ kiếm ấy, nó trúng tướng địch thì mình sẽ bắt đầu chuyển sang trạng thái Ma Vương và gây sát thương chuẩn. Tôi chết rồi, Joker ơi. Có chạy được không Joker, mình đỡ đêm cho. Rồi ok, chắc hạ gục được Whip luôn, băng trụ anh em ơi. Rồi thanh niên đầu tiên. Cố giết lốt ra nào, thanh niên này xanh lắm rồi, từ đầu trận giờ mình đi ăn mấy mạng rồi. Thôi lùi tí đi Joker ơi, Joker trận này còn tí máu thôi. Rồi còn tí máu mà giết ngược được ra luôn, quá hay cho Joker. Rồi bắp máu Joker cố lên. Rồi ok, thanh niên này bây giờ không chết thì cũng chết vì mình thôi. Rồi chắc phải mình lên bảng lốt thôi. Và nói tiếp về nội tại vị tướng Ma Lốc ấy, thì khi mình sang trạng thái Ma Vương ấy thì mình sẽ gây sát thương chuẩn là một này, và những đòn đánh thường tiếp theo mình sẽ hồi phục 200 máu đã mất. Còn vị tướng Ma Lốc ở trong giao tranh ấy thì mình lên càng nhiều lũ tanh ấy thì khả năng hút máu nó càng tốt. Rồi tiếp tục về chiêu 1 vị tướng Ma Lốc có tên là gì nhỉ, quỷ kiếm, thì Ma Lốc sẽ đúng với cái tên luôn đấy. Cái quỷ kiếm này là tên một giống một cái trang bị trong liên quân ấy, đó thì cũng là chiêu thức của vị tướng Ma Lốc rồi luôn. Thì khi chém này nhá, mình sẽ trang chạy Ma Vương này và gây sát thương chuẩn. Rồi đi rắc chạy đâu, quỷ đông vậy. Rồi bắp giáp lui thôi. Đông này sao chơi đây. Và cái chiêu 1 quỷ kiếm này khi mình sang chạy này sát thương chuẩn ấy, thì mỗi lần chém mình trung bình cũng phải được khoảng 1000 sát thương chuẩn đấy anh ạ. Đó, nếu về lết mà trong mấy cái mùa gần đây mình nhớ không nhầm là người ta đã chỉnh sửa cho Ma Lốc là nếu mình lên càng nhiều công ấy, đó thì lượng sát thương chiêu 1 nó gây ra khoảng càng nhiều. Đó, như mình nhớ không nhầm là điểm cộng đó là 1.8 mấy cơ. Nó rất là nhiều luôn. Không những thế, khi mình chém trong cái dạng Ma Vương ấy thì nó sẽ hồi phục cho mình 6% máu trong một lần chém.
Nó rất là ngon luôn, và hình như tối đa là 4 thành viên thì sẽ được 24% máu. Đấy là anh em mà có dạng ma vương mà chém vào 4 thành viên chắc hồi rất là nhiều luôn. Rồi vào đây đép Joker làm. Rồi còn 2 thành viên làm sao đẩy trụ đây, trong khi whip chưa ra. Rồi không sao, nói chung đép được trụ là tốt rồi. Và còn về chiêu 2, vị tướng Malok có tên là Đoạt Hồn thì Malok sẽ hút những cái linh hồn của đối phương đằng trước ấy và bắp giáp cho mình, và tối đa là 4 người. Đó thì lượng giáp đấy mình nhớ không nhầm nó khoảng lên 1500 cơ, nó rất là trâu luôn nha. Đó, trong cái pha giao tranh thì anh em hãy cố hút vào lính này. Đó thì sẽ có một lượng giáp tối đa để mình phòng thủ rất là tốt. Và cuối cùng vài ulti vị tướng Malok có tên là Luyện Ngục. Thì cái chiêu lạnh là một cái chiêu chính của vị tướng Malok để mà combat. Em chỉ cần luyện ngục chúng vào khoảng 3 người trong team địch ấy, nó sẽ gây hất tung và làm chậm những vòng đấy. Để lên chuyển hất tung được vào phát là coi như pha giao tranh, như vậy là thay đổi tình thế luôn đấy. Rồi chơi luôn anh em ơi, không vào được rồi. Và khi chơi tướng này trong giao tranh thì mình nghĩ anh em tốt nhất là lên nhảy vào những cái vị trí của vị tướng AD này. Đó, những vị tướng chủ lực ấy, nó sẽ gây hoang mang và bắt vào rất là dễ luôn. Ui sao whip ulti đau vậy, nghe thì nghề ulti rát thật sự luôn. Khả năng từ lễ đến giờ là whip farm hơi xanh thôi. Đó, sao team mình thì Valentino trên đường top ăn được cần cái trụ thứ hai thôi. Và một điểm thú vị ở cái ulti luyện ngục đấy, nếu cho nhiều anh em chưa biết ấy, thì khi mình luyện ngục chúng người tướng địch ấy thì nó sẽ kích hoạt luôn trạng thái ma vương và mình chém chiêu 1 ấy có thể gây sát thương chuẩn được luôn. Nên mình không cần phải lấy gì nhỉ? Lấy cái nội tại ở ma vương trước khi vào giao tranh. Đó, chuyển nhảy chúng cái luyện ngục vào thành viên team địch, đó mình sẽ có sát thương chuẩn rồi. Đó, chuyển nhảy xuống phát là mình chém chiêu 1 là ăn ngay. Về bảng ngọc của vị tướng Malok trong trận này, mình sẽ dùng cái Malok là ngọc đỏ, mình sẽ dùng là công vật lý máu này. Đó thì vị tướng này càng nhiều máu thì càng mạnh, và càng nhiều công vật lý thì cái sát thương chiêu 1 gây ra ấy nó cũng rất là lớn. Rồi Arthur trận này thì gặp mình chạm tắt điện thôi. Rồi lại không bảo vệ cho Joker thành công rồi. Không sao, không mà bảo vệ mình lại lui thôi. Anh em thấy chưa, cứ vừa chém vừa lùi, sát thương chuẩn nó gây ra rất là nhiều luôn. Rồi luyện ngục mà luyện ngục xịt mất rồi. Rồi Arthur chạy làm sao nữa trong khi 3 thành viên team mình ở đây. Đó thì nói tiếp tục về bảng ngọc ấy, thì về ngọc tím anh em thể dùng cho vị tướng Malok với ngọc cộng 45 máu này, hoặc là ngọc tốc đánh tốc chạy để vị tướng này có thể đi đảo đường tốt hơn. Và cuối cùng về ngọc xanh vị tướng Malok thì mình sẽ dùng cho Malok là ngọc giáp phép là giáp vật lý. Đó, mình sẽ giúp vị tướng Malok phải trâu hơn. Đó, hoặc lấy anh em nào bảng ngọc khác thì góp ý cho mình dưới phần comment nha. Thì để chơi vị tướng Malok phải tốt thì mình có những lưu ý nhỏ cho anh em là khi chơi vị tướng này ý, thì mình đừng bao giờ lên xuyên giáp, tại vì lên xuyên giáp vị tướng Malok thì vị tướng Malok sẽ rất là yếu luôn. Nó kiểu như là Triệu Vân ấy anh ạ. Đó, tại vì nó có sát thương chuẩn sẵn từ cái nội tại rồi. Còn thứ hai là chơi vị tướng này thì anh em khi chém kiếm chiêu 1 quỷ kiếm ấy thì đừng bao giờ chém thẳng, và chém thẳng dễ, đối phương rất dễ lé. Mà mình cứ lách sang ngang đối phương ấy, chém cái kiếm ngang ra. Đó thì khả năng đi đường thì vừa farm lính được nhiều này. Và từ từ ấy, anh em cứ chém ngang này ra. Hoặc có thể chém chéo, đó hạn chế chém thẳng, tại vì chém thẳng đối phương rất là dễ lé và chạy luôn. Và để chơi tốt vị tướng Malok ấy thì mình nghĩ anh em lên mắc 40% giảm một chiêu là giống vị tướng Laurel đấy. Tại vì sao mình lại bảo anh em lên mắc 40% giảm một chiêu, tại vì tướng này nhá, cái chiêu 1 quỷ kiếm ấy, nếu mình lên mắc 40% giảm một chiêu là sẽ được 3 giây là mình sẽ chém quỷ kiếm một lần. Đấy, lên trong những pha combat ấy thì lượng sát thương chuẩn mình gây ra rất là nhiều luôn. Nó gần như là spam quỷ kiếm đấy. Hoặc nếu anh em nào không thể lên được 40% ấy, thì mình chỉ cần 30% thôi. Đó chỉ là khoảng 3,5 giây, mình nghĩ tương đối là ok thôi. Rồi từ từ bắp máu lô cơ đã, tà thần đập phát lại ngỏm. Và lối trang bị trả mình lên cho vị tướng Malok mình sẽ để dưới màn hình. Thì anh em nhìn sơ qua lối trang bị này nó sẽ có 40% giảm một chiêu này. Có từ cái hải thạch phong thần này, đến cái khiên huyền thoại, và cuối cùng láo trong băng giá. Đó, tổng sẽ có 40% giảm một chiêu nha. Rồi bây giờ team mình ăn được tà thần thì mình cũng chả muốn biến vệ đâu. Hồi phục rất là lớn luôn. Nó đi một lúc thì mỗi lần máu cộng 100 này chả mấy chốc đời. Rồi ông nào thả dòng lỗi này. Đó, lưu ý cho anh em khi đi hạng ấy thì mình nghĩ là lên biến về thả dòng hơn, hoặc là nếu thả dòng thì đừng thả trong trụ. Thả trong trụ, trụ nó bắn chỉ cần 1-2 phát là con dòng đã chết rồi. Đó, nhưng mà lưu ý cho anh em lên khi thả dòng ấy
tất nhiên anh em cứ biến về thả cho chắc ăn anh em. Đó, chứ thả trong trụ là trụ cơ chế thì mình cũng chưa hiểu lắm mà nó bắn lên dòng rất là rát luôn. Đó, chỉ cần 1-2 phát là con dòng nó ngỏm. Thì nói tiếp về vấn đề đổ bị tướng mắt lốc ấy, thì cái món đồ mà mình có vừa có 40% giảm của chiêu, lại vừa có công, nó vừa có thủ, nói chung là công thủ toàn diện luôn. Đó, thì về lối đồ đầu mình sẽ lên cho vị tướng ma lốc là cái huân chương hải thần. Đó, cái này sẽ giúp khi đồng đội đứng cạnh mình ấy, sẽ được tăng miễn thương và công vật lý. Rồi, băng trụ luôn, giết Rirac là chạy đâu bạn ơi. Và còn về slot thứ hai mình sẽ lên cho ma lốc là cái giày kiên cường, thì giày sẽ combo với cố thủ và thậm chí là cả băng trụ nữa. Đó, lên khi băng trụ mình sẽ có rất nhiều kháng hiệu ứng này để thoát được trong từ trụ ra ngoài dễ hơn đấy. Trong gặp những tường khống chế mạnh và vị khống chế trong trụ chắc ngỏ luôn đấy. Rồi ok, về lên xong cái huyền thoại rồi, bên mình sẽ lên Nanh Phoenix để tăng thêm sức sát thương chém vị tướng ma lốc này. Thì còn vài slot thứ ba thì anh em lên cho mình là cái giáp Gaia, thì giáp này sẽ giúp mình kháng những cái vị tướng gì nhỉ, sát thương phép này, và khi mình bị tấn công thì sẽ hồi máu, nó càng giúp vị tướng ma lốc phải trâu hơn. Rồi chém thoải mái đây anh em ơi. Cứ vào giao tranh, trước giao tranh hút sát thương ấy, đó mình thấy khá là ok. Và pha này bây giờ anh em vào phát là mình băng trụ lên này. Đó, chơi vị tướng ma lốc này chỉ cần căn đúng cái thời gian mình nhảy vào trụ ấy, nó thay đổi cả giao tranh rồi. Từ từ mà mình chưa thấy pha nào đẹp lao vào với cả team mình cũng ở sâu anh ạ. Hồi nói tiếp về vấn đề đồ đi, thì đến slot đồ thứ tư mình sẽ lên cho ma lốc lấy khiên điện thoại, thì khiên này sẽ giúp ma lốc có thêm khoảng 20% giảm màu chiêu này. Nó gần như đến cái slot này cộng với slot đầu ấy, mình có thể chém quỷ kiếm được rất nhiều rồi. Còn đến slot thứ 5 thì để tăng thêm công lý cho vị tướng ma lốc này, chém vào những vị tướng tanker đau hơn ấy, mình sẽ lên cho ma lốc là cái Nanh Phoenix, nó chém vào những cái tanker rất là đau luôn. Còn về slot cuối cùng mình sẽ lên cho ma lốc là cái áo choàng băng giá. Và thì áo choàng này vừa gây làm chậm lại vừa có sát thương và vừa có giảm mối chiêu, còn slot khá ngon nha. Hỏi A Thư thích chơi không bạn? Ui dồi, chết rồi, 4 người. Quả đấy sung quá anh ạ, quả đấy ít máu biến về thì lại thế hơn. Không sao, nói tiếp về vấn đề đồ ấy, nếu anh em nào mà muốn đi solo đường mà không phải đi support thì anh em có thể đảo cho mình cái áo choàng băng giá lên đầu tiên này, và đổi cái giáp Gaia thành huân chương choi. Đó, còn slot cuối cùng anh em thể lên cái giáp phản đệm được. Đó, thì những cái slot đấy nó sẽ không bị thiếu đi hồi chiêu đâu. Từ áo choàng băng sẽ có 10% này, khi điện thoại sẽ có 20, và huân chương choi là thêm 10% nữa. Đó, nói chung 40% giảm hồi chiêu nhá, cũng khá là mạnh em ạ. Hỏi pha chỉ cần đợi team lên đẩy trụ phát là all win thắng luôn. Ở mấy thanh niên team bạn bây giờ chỉ co cụm hết trong trụ thôi. Và như mọi lần anh em, nếu cách chơi cách đánh sẽ luôn cách khắc chế vị tướng ma lốc này, thì vị tướng ma lốc là một vị tướng tanker ấy, nên mình có thể dùng con bài AD bắn theo phần trăm máu khắc chế cũng rất là ok. Ui thôi 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 lùi thôi. Thanh niên để chém rát quá. Mà hên chạy mình đeo phụ hiệu băng trụ ấy, nên khi băng trụ thì sát thương nó không được nhiều lắm. Rồi Grip đừng bắn phát là lên bảng luôn này. Đó, thì tiếp tục về các khắc chế, anh em thể lên cái kiếm Phoenix là Muramasa, nó khắc chế rất tốt, hoặc dùng con bài cù nhây ấy, thì khắc chế vị tướng ma lốc này cũng rất là ok, tại vì tướng ma lốc này nó cũng hơi lù đù một xíu. Đấy, mình dùng vị tướng pháp sư mạnh như là Laurel này, hoặc cù nhây mít thì ma lốc kiểu khóc thét thôi. Quả này team bạn không đỡ được rồi. Và chắc clip mình đến kết thúc ngay anh em, nếu anh em nào thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình ra video tiếp theo nha. Bye bye.